Dạ, cửa hàng thiết bị y tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Và dạ, hôm nay em xin được giới thiệu sản phẩm, đó là bình rửa mũi son đến từ thương hiệu Nasubert xuất xứ Hoa Kỳ. Thì bình này sẽ có hai thiết kế, một dành cho bé với thông số là 4OZ tương đương với 120ml, được tặng kèm hai gói muối pha loãng, và bình thiết kế dành cho người lớn với thông số là 8OZ tương đương với 240ml, được tặng kèm 4 gói nước muối pha loãng. Thì bình này được thiết kế từ chất liệu nhựa cao cấp, chịu nhiệt trên 100 độ C, không chứa BPA, được FDA công nhận về tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng. Thì với thiết kế nút bình ôm khít lỗ mũi, bình có thể tạo áp lực nước khi bóp, giúp nước muối từ lỗ mũi này sang lỗ mũi bên kia, rửa sạch khoang mũi, không gây đau kích ứng cho người sử dụng. Thì việc làm vệ sinh mũi hàng ngày là điều cần thiết, giúp chúng ta có thể loại bụi bẩn ra khỏi khoang mũi. Giống như trong việc chú trọng vệ sinh mũi hàng ngày, khi rửa mũi giúp làm sạch dịch nhầy, vi khuẩn, giúp cho đường thở có thể thông thoáng, dễ thở hơn. Thì công dụng làm giảm ngay triệu chứng liên quan đến viêm mũi, viêm son, cảm lạnh, loại bỏ chất nhầy mũi, các tác nhân gây dị ứng như là bụi, phấn hoa, khói bụi, vi khuẩn, giúp làm giảm nghẹt mũi bằng cách làm loãng và loại bỏ dịch tiết, dưỡng ẩm và làm dịu các vùng mô đã bị kích thích, tăng cường chức năng hô hấp cho mũi. Thì đây là bình dành cho bé và bình dành cho người lớn. Thì trên hướng dẫn sử dụng thì có hướng dẫn ta có thể pha, đó là bình dành cho bé thì mình pha 1/2 gói muối, mình pha theo tiêu chuẩn, đó là ngay mức full. Bình người lớn cũng vậy, nó sẽ có quy định tiêu chuẩn cho mình pha nước. À, đối với mình phòng ngừa thì một ngày mình sử dụng một lần. Còn đối với điều trị ở cấp độ trung bình, viêm nhiễm bình thường thì mình sử dụng 2 lần một ngày. Đối với viêm nhiễm trung tính, nhiễm trùng thì mình sử dụng 4 lần một ngày. Thì cách sử dụng mình sẽ dặn nắp ra, mình cho nước khoảng như này, như mức full này, rồi mình cho nửa gói muối vô, xong mình dùng một cái đũa, thì mình sử dụng đó là một cây đũa thủy tinh, hoặc mình có thể đậy nắp lại, mình lắc đều cũng được. Sau đó tư thế của mình á, thì mình giật cái nắp này ra để cho nó thoáng khí. Tư thế thì mình để bình ngửa lên, mình để vào sát khoang mũi và mình nghiêng qua khoang mũi còn lại, và mình bắt đầu bóp đều nhẹ, và mình thở từ từ ra để có thể nước muối chảy để rửa mũi về khoang mũi còn lại. Thì mình lưu ý, mình sử dụng thì mình thở từ từ thôi, để tránh tình trạng nước muối nó sẽ chảy lên vùng khoang tai, gây viêm nhiễm tai. Sau khi sử dụng xong thì mình có thể vệ sinh bằng nước ấm. Thì nước ấm mình vệ sinh lại trong bình để có thể sạch sẽ. Ngoài việc mình sử dụng gói muối pha loãng này thì mình có thể sử dụng đó là nước muối sinh lý, nước muối phổ thực đều được. Dạ, xin cảm ơn mọi người đã xem phần giới thiệu sản phẩm bình rửa mũi son. Dạ, tạm biệt mọi người.